Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm cháu ruột của đàn em Năm Cam thu tiền bảo kê ở chợ Bình Điền. Nhóm cháu em ruột của đàn em Năm Cam thu tiền bảo kê hàng tháng ở chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Kính thưa quý vị, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, Ti, Tuấn và Hùng cầm đầu băng nhóm thường xuyên cưỡng đoạt tiền của tiểu thương tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8. Ba người này có mối quan hệ chú, cháu ruột và là em ruột, cháu ruột của bị can Châu Phước Lai Em, đàn em Năm Cam đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình vào năm 2003. Theo điều tra, trong quá trình kinh doanh, buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền, nhiều tiểu thương thường xuyên bị nhiều thanh niên xăm trổ trong băng nhóm tới tạo cớ, gây chuyện, chửi bới, gây áp lực và hành hung, buộc phải nộp một khoản tiền để được bỏ qua và tạo điều kiện để tiếp tục buôn bán trong khu vực chợ. Dù rất bức xúc, nhưng để yên thân, buôn bán các tiểu thương đành chấp nhận đóng tiền bảo kê cho băng nhóm của Ti, Tuấn và Hùng mà không dám trình báo công an. Băng nhóm này hoạt động có tổ chức, với thành phần gồm nhiều người cộng cán, có nhiều tiền án, tiền sự, thực hiện hành vi phạm tội rất manh động, gây bức xúc trong cộng đồng tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xác lập chuyên án, bắt giữ toàn bộ băng nhóm và đối tượng chủ mưu cầm đầu. Công an đã đến gặp các tiểu thương, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để xử lý. Tuy nhiên, rất nhiều bị hại sợ trả thù nên không dám kể lại sự thật. Lực lượng trinh sát, điều tra viên phải vận động thuyết phục người dân mới mạnh dạn tố cáo. Sau thời gian các tài liệu chứng cứ thu thập được, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm PC04, Công an quận 8 và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh đã được huy động triển khai kế hoạch phá án. Sau đó, công an đã bắt giữ Ti, Tuấn và Hùng. Công an xác định băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương với số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ lên tới hàng trăm triệu đồng. Những người chủ mưu cầm đầu đều có nhiều tiền án về các tội cướp tài sản, thu nhận nhiều đàn em để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Tàu Metro số 1 lại bị Sơn vẽ bậy. Kính thưa quý vị, đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đậu tại Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại bị xịt sơn vẽ bậy. Hiện phía nhà thầu đã thông báo công an vào cuộc điều tra. Theo đó, tối ngày 30 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một toa tàu Metro số 1 thuộc tuyến Bến Thành Suối Tiên ở Depot Long Bình bị vẽ bậy, chằng chịt các dạng hình sơn dạng graffiti. Hình ảnh này đã nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc vì các toa tàu hiện đại chưa đi vào hoạt động chính thức bị vẽ bậy. Về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư cho biết, sự việc được phát hiện vào sáng ngày 30 tháng 4, một số toa tàu Metro số 1 đậu tại Depot Long Bình bất ngờ bị kẻ xấu xịt sơn vẽ bậy. Diện tích vẽ bậy không quá lớn, hiện nhà thầu đang làm các biện pháp tẩy xóa các vết sơn này, đồng thời báo cáo vụ việc đến Công an thành phố Thủ Đức để vào cuộc điều tra làm rõ. Tại khu vực Depot Long Bình luôn có các công nhân làm việc và có hai tầng bảo vệ chặt chẽ cùng nhiều camera an ninh, vị đại diện cho hay. Trước đó, ngày 11 tháng 6 năm 2022, hai toa tàu Metro số 1 cũng đã bị xịt sơn vẽ bậy ở Depot Long Bình. Đây là khu vực nhà thầu đang làm và gói thầu hiện cũng chưa được bàn giao nên việc quản lý thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Tàu Metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa dài 61 mét, đều đậu tại Depot Long Bình. Vì sao có chuyện lạ đời, bị hại kêu oan cho bị cáo? Quý vị thân mến, trong các mô hình tháp ảo của kinh doanh đa cấp biến tướng, bản chất là huy động vốn trái phép. Nạn nhân có tâm lý e ngại việc tố giác tội phạm sẽ liên đới đến mình, vì bản thân cũng ít nhiều dính dáng đến hành vi phạm tội đó. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên mức phạt án chung thân đối với tiến sĩ dạy làm giàu Phạm Thanh Hải, cựu chủ tịch công ty IDT, chủ trang mạng học làm giàu.vn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này được xác định có hơn 500 bị hại với tổng số tiền thiệt hại hơn 500 tỷ đồng. Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận bởi có một nhóm bị hại liên tục kêu oan cho bị cáo Hải trong nhiều năm. Những người này cho rằng họ hoàn toàn tin tưởng Hải, tin rằng đồng tiền họ đưa cho Hải đầu tư sẽ có lời và nếu như bị cáo không bị bắt, chắc chắn bị cáo sẽ trả tiền cho họ đầy đủ. Trong phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra, nhóm bị hại này liên tục vỗ tay khi bị cáo bước vào phòng xét xử hoặc sau các lời khai của bị cáo. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó lý giải chuyện có một nhóm người kiên trì ủng hộ bị cáo, sẵn sàng tin vào mức lợi nhuận 40% đến 50%, thậm chí cao hơn. Tiến sĩ, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an cho biết, trong thực tiễn tố tụng hình sự, thỉnh thoảng lại có vụ án mà bị hại đi kêu oan cho bị can, bị cáo như vụ án này hay vụ án Su Min Jung, tức Saga, quốc tịch Đài Loan, cựu tổng giám đốc công ty Khải Thái. Nguyên nhân khiến nạn nhân bao che cho người phạm tội trong trường hợp này là vì nhiều người nhận thức rằng nếu để chủ doanh nghiệp bị đi tù, đồng nghĩa với việc khoản tiền đã đóng vào công ty của họ sẽ mất trắng. Để ông chủ bên ngoài xã hội thì còn có cơ hội mà đòi lại số tiền đã đầu tư. Hơn nữa, trong các mô hình tháp ảo của kinh doanh đa cấp biến tướng, bản chất là huy động vốn trái phép. Chính nạn nhân không muốn tố cáo người phạm tội là vì tâm lý e ngại việc tố giác tội phạm sẽ liên đới đến mình, vì bản thân cũng ít nhiều dính dáng đến hành vi phạm tội đó. Nhiều người vì đã chót đóng tiền vào công ty để thu hồi khoản tiền đó và được hưởng hoa hồng, thù lao phát triển hệ thống nên đã tiếp tục rủ rê lôi kéo người khác tham gia vào mạng lưới đa cấp. Bên cạnh đó, không ít người biết rõ từ trước sự lừa dối của hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính và chủ động tham gia để thu được những lợi ích kinh tế, chứ không phải bị lừa gạt, dụ dỗ, cả tin. Đó là những người tham gia nhiều mạng lưới đa cấp bất chính. Khi một mạng lưới đa cấp nào đó sụp đổ, họ tham gia mạng lưới đa cấp khác, thậm chí lấy kinh nghiệm từ việc hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính trước đó để thành lập ra các công ty, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động đa cấp lừa đảo. Với những đối tượng này, bản thân của họ cũng nhận thức được rằng hoạt động của mình là sai trái, giúp sức cho hoạt động lừa đảo của những người cầm đầu doanh nghiệp nên không muốn tố cáo vì sợ liên lụy. Trong quá trình làm việc, chính họ cũng đã vẽ ra những lợi ích tưởng tượng để lôi kéo người khác. Vì vậy, khi bị doanh nghiệp lừa đảo mất tiền, họ có tâm lý xấu hổ và tự trách mình, thậm chí chấp nhận thiệt hại, chứ không muốn làm to chuyện để bảo toàn danh dự, che giấu sai lầm của mình. Ra tòa, họ kêu oan cho bị cáo để phủ nhận thực tế bản thân đã bị lừa để vớt vát danh dự. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.